Lễ hội bắt đầu khi các phi công đốt lửa mồi cho khinh khí cầu của họ bay lên cao trên bầu trời của công viên sinh thái đô thị ở thành phố Lyon. Du khách tham dự lễ hội nhiều màu sắc này bị cuốn hút bởi sự đa dạng của những chiếc khinh khí cầu, từ khinh khí cầu có hình dáng giọt nước ngược truyền thống đến khinh khí cầu mang hình ong, bướm hay thậm chí là mô phỏng cả một khuôn mặt người. Đây là một sự kiện tuyệt vời, nơi tạo ra những cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi 15 quốc gia đã tham dự sự kiện này với 200 quả khinh khí cầu khổng lồ. Đây là năm thứ 12 liên tiếp lễ hội khinh khí cầu quốc tế được tổ chức tại Lyon. Theo ban tổ chức, trong thập kỷ qua, sự kiện này đã là nơi hội tụ của gần 2 triệu người yêu thích và có niềm đam mê với khinh khí cầu. Lễ hội năm nay cũng được tổ chức với mục đích thúc đẩy phát triển du lịch tại thành phố công nghiệp Lyon, nơi vốn nổi tiếng với ngành thuộc da,